máy giặt biết đi nha các bạn. Rồi LG. LG tôi biết đi. Máy nằm bên trong mà nó biết đi ra tới ngoài gì nữa. Máy này có 1/2 nha. Biết đi luôn. Máy chạy là chạy nhà rung chuyển luôn nha các bạn, chạy nhà rung chuyển luôn. Đấy, máy chạy là đây là hiệu LG biết đi. Không biết còn hiệu nào mà LG biết chạy không, cái này LG này là biết đi rồi. Hên quá, không sập nhà. Còn 18 phút nữa. Mới có hai mấy phút mà muốn rung về nhà, muốn sập về nhà rồi. Hiện giờ là máy đang nghỉ giải lao. Không chạy nữa, máy đang nghỉ giờ lao. Chờ bớt mệt chạy tiếp. Bắt đầu màn 2 cạnh 2. Máy giặt LG được đã được gắn động cơ máy cày. Bắt đầu khởi động. Đầu ta từ từ đi ra ngoài này. Bắt đầu tăng tốc từ từ lên. Nhà bắt đầu rung chuyển. Cũng may là có cái tủ chặn lại không, thì chắc nó có lẽ là đi ra tới ngoài cửa. Bắt đầu tăng tốc. Bắt đầu tôi đạp ga là vun, đầu máy bắt đầu tăng tốc, vun vun, đầu máy chạy. Đầu máy bắt đầu gắn dài động cơ hỏa lực, bắt đầu chạy. Đây là con robot nhé, con robot đã được gắn động cơ máy cày, bắt đầu đạp, bắt đầu tăng ga, chạy, đấy bắt đầu kìa. Đấy, bắt đầu nhà rung lên hết rồi. Bây giờ anh ta đang bò ra từ từ.
model LG biết đi nhé các bạn. Các bạn sẽ mua một cái máy này về nhà các bạn đầm lên nhà luôn chắc ăn đó. Đưa vô mấy cái nền là đang xây rồi đưa vô đầm đá gặp thì nhỏ thì ngon. Rồi bây giờ anh ta mệt chúng ta nghỉ giờ lao nhé. Giờ chúng ta đang nghỉ giờ lao, phát nữa rồi nó chạy tiếp.